Xin chào các bạn đã đến hôm quay trở lại với Di Động Việt. 2020 đến rồi và đã là thời điểm hợp lý để chúng ta có thể nhìn lại những cái công nghệ nổi bật trên smartphone của những năm 2019 vừa qua. Trong năm vừa qua thì thế giới di động đã chứng kiến được rất nhiều sự thay đổi rất đáng ghi nhận, đặc biệt là các công nghệ đột phá lần đầu tiên xuất hiện trên điện thoại đã giúp cho bộ mặt chung của thế giới di động trở nên tươi mới hơn rất nhiều so với sự đáng thất vọng của những cái năm 2018 trở về trước đó. Sau đây sẽ là tổng hợp nhanh của Di Động Việt về năm công nghệ đột phá nhất xuất hiện trên thế giới di động 2019 vừa qua nhé. Đầu tiên đó là màn hình dẻo có thể gập. Vâng, 2019 là một năm bùng nổ của smartphone màn hình dẻo có khả năng gập lại được khi mà Galaxy Fold và Mate X được thương mại hóa. Trong khi đó thì Motorola cũng thu hút rất nhiều sự chú ý khi tung ra mẫu smartphone Razr. Một loạt các nhà sản xuất khác như là TCL, Xiaomi cũng tuyên bố đang phát triển sản phẩm có công nghệ màn hình tương tự. Có thể thấy là những cái yếu tố tích cực như là thiết kế độc đáo và mới lạ, mở rộng không gian hiển thị linh hoạt vân vân là lợi ích mà smartphone màn hình gập mang lại. Dù vậy thì cái mức giá bán khá là cao và độ bền kém hơn thiết kế dạng thanh truyền thống vẫn là cái vấn đề mà công nghệ này chưa thể đến được với đông đảo đại đa số người dùng. Nhưng mà không sao cả, bởi vì có nhiều nhà sản xuất di động đã đưa ra cam kết mang đến điện thoại dẻo có giá thành rẻ hơn rất là nhiều so với hiện nay, và có lẽ sẽ là tiền đề để hàng chục triệu chiếc điện thoại màn hình gập được bán ra trong năm sau theo như dự kiến của nhiều nhà sản xuất di động. Công nghệ thứ hai đó chính là camera ẩn trong màn hình, hay chưa? Cùng thiết kế camera thò thụt thì một cách nữa giúp cho smartphone có viền màn hình mỏng hơn đó là đưa camera vào trong màn hình. Trong năm 2019 thì Samsung liên tục tung ra smartphone từ cao cấp tới tầm trung sử dụng camera bên trong màn hình như là mẫu Galaxy S10, Note 10, rồi Galaxy A51. Xu hướng này sau đó đã được một số nhà sản xuất Trung Quốc như là Huawei, Honor ủng hộ. Thậm chí Oppo và Xiaomi còn trình diễn công nghệ táo bạo hơn khi mà sử dụng loại camera và ống kính đặc biệt có thể ẩn hẳn bên dưới màn hình hiển thị luôn. Nó giúp cho tạo ra một cái màn hình tràn viền hoàn toàn, không có bất kỳ một cái khiếm khuyết nào cả. Đáng tiếc là công nghệ này chưa có mặt trên sản phẩm thương mại mà mới chỉ xuất hiện trên các mẫu thử mà thôi. Thứ ba, chúng ta có công nghệ màn hình viền siêu mỏng, viền cong, thác nước các kiểu. Đấy, xu hướng tăng diện tích hiển thị và làm mỏng viền màn hình tiếp tục nở rộ trong năm 2019 vừa qua. Không chỉ trên các smartphone cao cấp đâu, nhiều smartphone giá rẻ ở tầm giá 200 đô đổ lại trong năm nay cũng có thiết kế màn hình tràn viền với tỷ lệ hiển thị chiếm tới 85% diện tích mặt trước. Những chiếc màn hình tràn viền với vùng khuyết kiểu tai thỏ như là trên iPhone 11 hay là iPhone 11 Pro không còn được đánh giá cao như trước, khi smartphone khác có màn hình ngày càng rộng và viền thì ngày càng mỏng đi. Bên cạnh đó thì nhiều nhà sản xuất, đặc biệt là các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc ấy, còn tỏ ra táo bạo hơn khi mà mang đến thiết kế màn hình cong với độ cong chưa từng thấy, gần như là gập vuông vào khung máy như kiểu màn hình chân trời trên Huawei Mate 30 Pro chẳng hạn, hay là màn hình thác nước như là Vivo Nex 3, hoặc đáng kể nhất là màn hình cong gập vào khung đến 180% hiển thị mặt trước như là chiếc Xiaomi Mi Mix Alpha, đã khiến cho năm 2019 thực sự là năm bùng nổ về màn hình cong trên điện thoại. Công nghệ thứ tư chúng ta phải kể đến đó là camera thò thụt. Để có viền màn hình rộng hơn thì cách được nhiều nhà sản xuất áp dụng trên smartphone 2019 là dùng camera selfie dạng thò thụt. Thiết kế này giúp cho màn hình tràn viền được liên lạc hơn, không còn khuyết vì vướng ống kính của camera phía trước. Bên cạnh đó thì nhà sản xuất cũng không phải hy sinh chất lượng của camera trước vì vẫn có thể sử dụng được các cảm biến lớn. Xu hướng này đã được các nhà sản xuất điện thoại đến từ Trung Quốc áp dụng rất là tích cực, từ Oppo, Vivo cho tới là Huawei hay là Xiaomi. Thứ năm đó là công nghệ sạc siêu tốc. Công nghệ sạc nhanh đã xuất hiện từ lâu trên điện thoại, nhưng mà phải đến năm 2019 vừa qua thì nó mới thực sự trở nên đột phá hơn hẳn. Chung quy cũng chỉ là để khắc phục về cái nhược điểm của công nghệ pin gần như không có sự đột phá nào trên điện thoại thông minh suốt cả một thập kỷ qua. Nâng cấp chủ yếu vẫn là dung lượng. Vì thế, rút ngắn thời gian sạc đã trở thành một cái cuộc đua nhằm cải thiện khả năng sử dụng pin trên smartphone của nhiều nhà sản xuất. Thời gian sạc đầy của nhiều smartphone đã không còn là từ 2-3 giờ như trước, mà đã được rút xuống chỉ còn 30 phút đến 1 giờ là có thể sạc được đầy 100% năng lượng. Công suất sạc được đẩy lên tới 45 hay thậm chí là 65W, ngang với cả một cái bộ sạc của máy tính xách tay đó. Bên cạnh đó thì những công nghệ này không chỉ có mặt trên những sản phẩm cao cấp đâu, sạc nhanh đã xuất hiện ngày một nhiều trên các smartphone Android phổ thông có giá dưới 5 triệu đồng. Vâng, và rõ ràng là công nghệ phát triển thì người dùng chúng ta luôn là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Và theo các bạn thì năm công nghệ vừa rồi đã phải là năm cái công nghệ đột phá nhất mà nổi bật nhất của năm 2019 vừa qua hay chưa? Hay bạn còn thấy công nghệ nào nó xứng đáng hơn để có thể lọt vào danh sách này thì hãy chia sẻ cho bọn mình biết bằng cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.